Tu sung quá mà tự nhiên gặp phá anh ta vậy trời. Nghĩ làm sao vậy hả trời? Bây giờ hết chuyện, tôi bán cháu lòng mà trời. Lấy bàn lấy ghế của tôi đội lên đầu múa là sao? Ôi trời, cái nghệ thuật của người ta mà. Trả luôn á, trả luôn á. Khoan, ai làm gì trả lại, tôi mới làm gì vậy? Nè 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 nè, tôi nói ông nghe nha. Tôi cho ông mượn 50 cái ghế là bởi vì tôi tưởng ông lấy ghế cho khán giả ngồi. Tôi thương, tôi giúp đời tôi mới cho mượn. Lấy ai? Cảm ơn em. Gì hả? Tôi phải phê tao là phê địch. Tao lao là giỏi không à. Ông nói gì, ông nói giúp đời á. Tôi với ông là làm gì là có giấy tờ, có hợp đồng rõ ràng. Trước khi ký hợp đồng, ông đại diện cho bên A, đúng không? Ông cung cấp cho bên B là 50 cái ghế. Bên B có nhiệm vụ là ăn của ông là 50 tô cháo một tháng. Đúng chưa? Trong đó có 25 tô cháo là có hành không có huyết, đúng không? 25 tô cháo còn lại là có huyết mà không có hành. Ông mà làm sao là tôi mang ông đi hành huyết á. Ông điên hả trời? Tôi nói ông nghe, cái nhiệm vụ là chuyên môn bán cháo của tôi ha, tôi làm được. Mà nghĩ làm sao tôi cho mượn một ngày là 50 cái ghế, một tháng ăn có 50 tô, buôn bán dạy học gặp à hay vậy? Ủa chứ một ngày ăn 50 tô cháo cho học cháo à? Bây giờ tôi không biết, bây giờ tôi hủy hợp đồng. Cái gì? Nè, trong hợp đồng có ghi nha, khi hủy hợp đồng một cái là sẽ bị trời tru đất diệt nha. Ông đã bị bắt rồi cháu. Ê ê, trong cái lúc này là mình phải bình tĩnh. Rồi về nhà chị thương cho cái nồi cháo đi. Chị thương cái gì bây giờ, mất cháo rồi. Bây giờ không còn cháu lòng tôi bán cái gì. Thì mình đổi qua bán cháo dinh dưỡng. Được không? Ở quê ông ở đâu? Ở Cần Giờ. Trời ơi, tiềm năng kinh tế lớn quá mà không nhận ra. Ủa vậy hả? Mình lên đảo khỉ bán cho khỉ nó ăn đi. Ê, ý ông nói là tôi giống khỉ hả? Ôi trời, cái gì? Tôi giống khỉ. Ôi trời, đừng có nói vậy, con khỉ nghe được nó buồn lắm nội. Nó buồn, nó nghĩ sao vậy cha? Ghế nha, ghế lấy chỗ nào đem về chỗ đó, nhanh. Lấy nhà đi, xả đi, xả đi, xả đi, xả đi, xả đi, xả đi. Tôi mất nồi cháo lòng rồi, bây giờ còn nói tôi giống khỉ. Nghĩ sao, mặt nhầy mà chưa giống khỉ. Xa. Nè, đâu ơi, trả luôn. Ê, trời. Trả luôn. Đứng lại lấy cái ghế ra. Đứng lại cái ghế, lấy cái ghế coi. Tôi trả ghế cho tao. Rồi hết bàn hết ghế rồi. Khỏi múa. Coi như khỏi múa mấy đứa ơi. Mình chuẩn bị á, mình đem lông công nè. Rồi á, mình đem chống chầu rồi ra, mình múa đi. Bẹp cái ghế cái bàn này dẹp hết cho rồi đi nha. Trời ơi, nghĩ sao vậy trời ơi? Hả? Người ta múa bóng rổi. Là người ta múa chống chầu đúng không? Giết không kịp luôn á thiệt á. Ông chạy thấy sợ luôn đó. Trời ơi, trời, làm như là không có ghế, tôi múa không được vậy.
xin lỗi là nghệ thuật múa bóng rổ có thể mình phát triển thành nhiều hướng khác được, hiểu không? Bây giờ đó nhà tài trợ kêu tôi á là phải khôi phục lại cái nghề này đúng không? Tôi tính rồi, mình phải phát triển lên. Bây giờ tính như nào, mình phải kết hợp có tuồng trong đó nữa. Mình vừa múa mà mình vừa hát tuồng, người ta coi người ta mới thích. Không được ông bầu ơi, mình múa cái nào giống như truyền thống đi, mình lấy trống chầu rồi mình múa nè. Bây giờ ông bắt tụi tôi đổi bàn đổi ghế không ra gì hết trơn, trời ơi. Tôi mệt quá, tôi nói mày cãi tôi hoài. Trong đoàn mình tôi có mời cô Thanh, cô Đào là nghệ nhân múa bóng rổ gì đi. Ai mượn? Dạy mình. Dạy gì mà dạy, rồi lấy anh hợp đồng tao sao? Tao lao là giỏi mà. Bây giờ tao kết hợp tuồng vô luôn. Tuồng gì? Bây giờ tao sẽ làm một cái tuồng mà từ đó giờ chưa ai bao giờ khai thác. Cái tuồng rất hay mà đã vào lãng quên. Tuồng gì? Tấm cam. Dữ quá, tuồng có mấy nguyên luôn á. Trời ơi, cười xuyên Việt mùa nào cũng có luôn á. Ô nhờ mày nhắc tao mới nhớ, tao sẽ làm khác. Khác là sao? Kỳ này là tấm về tấm không bao giờ mà chịu nhường nhịn chồng cho con cám. Tấm sẽ danh tranh giành hoàng tử với cám. Hiểu không? Hiểu chưa? Rồi phân giai sao? Phân giai, tao là một ông bầu, tao phân giai là tao phải tính cái khả năng và cái chiều sâu về cái kinh nghiệm thì mới có thể đóng được cái giai tấm. Sáng mày mới làm gì? Sáng ăn cơm tấm. Mày đóng giày tấm đi. Con sáng giờ con không ăn, vậy cho con trai heo ăn à. Mày đóng giày cam. Ủa gì kỳ vậy? Tao vô giai, tao phân tích là vô hết. Rồi ai đóng giai hoàng tử? Giai hoàng tử khó lắm. Phải một người cái mặt nó phải đẹp. Tướng tá phải sáu múi. Tướng tao là không có hợp được cái giai hoàng tử rồi. Đúng. Bởi vì tao quyết định tao đóng giai hoàng tử. Tao là bầu và tao có quyền chứ. Ông đóng giai hoàng tử hả? Ừ. Vậy thì vô tuồng luôn nha. Vô tuồng đi. Nè cám, tại sao lại giật chồng của chị? Hay quá. Tâm à, em muốn giật chồng chị rồi chị làm gì em? Đúng rồi, chị trả chồng cho em lấy giùm chị đi. Thôi chị ơi, hoàng tử là thuộc về con tấm xưa giờ. Đứng dậy giùm đi. Không, chị ơi, hoàng tử là của chị, làm sao đây đây. Tao là tao hoàng tử mới đuổi tao như thú chứ. Tụi mày tào lao không à. Ông làm hoàng tử tôi diễn mới được. Bây giờ tao mày phải tưởng tượng được chứ. Mày đơn nguyên tưởng tượng mày đâu. Tưởng tượng đi. Vô tuồng. Vô tuồng. Hay lắm, giỏi lắm. Nè Tấm, sao em lại giật chồng của chị? Tấm bà, em muốn giật chồng chị rồi chị định làm cái gì em? Hay đó, được. Cây muốn lặng mà gió không chịu ngừng. Mấy cưng, đem vàng giáo ra đây. Thôi dậy, dẹp, dẹp đi, dẹp đi. Ủa sao vậy ông bảo? Tao giao mày giấy tấm là đúng rồi. Sáng chắc mày ăn cơm gì chứ mà ăn cơm tấm đâu. Là mày không có kinh nghiệm. Cái thời tấm cám làm gì có ngành xây dựng mà mày kêu mang vàng giáo. Ủa lại gì? Thì mày nói là mang vàng giáo ra đó. Vàng giáo là cái cây giáo giống như nguyên vàng nè. Ủa mày điên quá, vàng giáo là mấy cây sắt nó bắt chéo. Con tấm giáp bắt ngang vậy nè. Con thợ hồn đứng chơi, con quét vậy nè. Đó là cái vàng giáo. Có mình ông suy nghĩ như vậy thôi đó. Vậy cái này là cái gì? Thì nó cũng là cái vàng giáo á. Ở vậy mấy cưng đem vàng giáo ra đây. Dạ. Mày thấy chưa? Mày thấy chưa? Nghe đó, nghe nè. Cái gì vậy? Tập gì tập lè, đi nhậu giao tiếp với bên thờ hồn kia mới mừng được á. Tập tốc độ rồi chạy vô đây nha. Trời ơi ông nội ơi, xỉn quá vậy. Cái vàng giáo là cái này nè. Tầm mày, cái vàng giáo là mấy cây sắt bắt chéo qua chéo lại chéo qua chéo lại, có miếng dán lên trên thờ hầu đứng to đó nè, đó luôn á. Hình ảnh chứng minh lẹ đi rồi tôi qua bển nhậu tiếp rồi chút luôn qua tôi lấy nha. Cái gì ông bảo? Bảo im lặng đi cho nó tưởng tượng. Trời, người ta đang xây dựng mà ông ao sao ta xây dựng ta tô tường á mà. Ủa cái tường đâu rồi? Không thấy cái tường nữa trời. Cái tường đâu rồi mà xây được? Bảo trời ơi. Các bạn nhớ nè, suy nghĩ nhớ. Có cái tường ở đây nè. Cái tường ở đây nè. Cái tường ở đây nè. Anh ấy ơi, anh ấy. Bình tĩnh. Để em lên em chỉ anh cái tường. Ta chỉ là cái tường đi. Để em chỉ anh cái tường. Có cái tường nè. Đi đường nào lên vậy? Mới đường này. Đi đường đó xiên cái tường leo xuống. Leo xuống đây. Xiên cái tường. Đây. Đi đường này lại xiên cái tường. Đi đường khác. Có cái tường mà. Ủa cái gì vậy trời? Không biết luôn ở đâu ra. Nhưng biết tường vô đây làm tùm lum hết trơn sao diễn. Ông thấy cái tường không? Có. Ta thấy cái tường luôn. Cái tường đâu? Cái tường nè. Đó. Điên.
Hả? Cái tường đâu có uốn lượn như vậy, cái tường là bằng phẳng. Ồ hay quá. Hiểu không? Ờ biết rồi. Họ đứng đây chi vậy? Đứng lên chỉ trong cái tường. Không được, leo xuống đi. Ờ tôi xuống. Xuyên cái tường. Ông Bảo. Nó xỉn rồi, nó xỉn rồi, đừng có chọc nó phá banh cái đèn mình bây giờ. Ông thôi, nó làm chi, giải quyết đi. Sao nhớ có cái tường đang xây 8 tấm cho cô người yêu mà. Sao mất tiêu rồi không thấy cô người yêu nữa, có thấy cô người yêu của tôi không? Cứ qua thêm một ngày. Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều, những suy nghĩ trong anh. À, thế này. Trời, làm liệu nó làm chỉ liệu. Bởi vậy tôi nói rồi mà, lớn đầu rồi, hỏi chung là tươm tướp tươm tướp. Bà cứ vậy hoài, con nít thế nào cũng hả coi thường mình hết chứ. Tôi nói vậy có đúng không anh? Tôi nói vậy thế có. Qua thêm một ngày, mỗi biết khi nào là yêu. Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều. Đây đây, chửi tao mày y chang hả? Hai hai đứa bay, tao nói thiệt tụi bay á. Gặp con trai một cái là tụi bay lộ giới tính liền. Tao mê từ từ tao chứ. Mê gì mà mê tào lao là giỏi không à. Tao làm cái gì à? Đẹp. Con nói ra gà luôn. Hỏi ẩm anh xuống đi. Cái gì kia? Nó xỉn là vô nhà chung với anh nhé. Tất cả nói cho kẹt tôi nè. Tôi kẹt luôn. Cái máy lấy máy khoan khoan xin tường đi. Sao để vô đây quậy phá nè. Ông tỉnh lại coi em làm gì, hồi tao nói vậy ông Bảo. Nó xỉn là không, hồi tao nó phá đó. Thì đủ đi về đi. Mày ấy ơi về đi. Ấy không về đâu. Đi ra đi. Tao cho nhà người ta đang xây dựng mà. Chưa. Cứu ra đi. Kêu kêu bạn nhậu nó về, dẫn nó về đi. Bây trời. Bạn nhậu của cui đâu. Đây là bà Phương ơi. Bạn nhậu cui đâu. Mày đưa mày vô nó phá đoàn kìa. Cái gì? Sao bạn nhậu bỏ cươi? Bây giờ bạn về mà anh bạn nhậu với tôi. Nhậu phải không? Đúng rồi. Để đi về hả? Leo lên trên kia rồi tôi đẩy về. Nhanh đi! Leo lên trên đây rồi. Leo lên tôi mới đẩy về. Cao lắm không? Leo lên trên leo đây lên. Nè. Coi chừng anh nó dướng bức tường. Đối với ai cũng được. Đối với bạn nhậu tôi là luôn phải xem trọng người đó. Đúng rồi, coi chừng nó té. Rồi đẩy bạn nhậu vô đi. Mày cẩn thận nha. Coi chừng hư cái bức tường. Thì cứ thôi là tiếp vụ dàn giáo nha. Chưa tập được cái gì luôn á. Thôi đi. Dạ. Bỏ chuyện đó đi. Bây giờ tụi bay không có làm được cái gì hết á. Thôi không làm nữa. Thôi bây giờ làm cục quá. Tao nhắc thoại cho tụi bay. Rồi tụi bay tự thoại đi. Để tao suy nghĩ cái bản nó nhắc tụi bay cho. Là ông nói gì nói theo đó hả? Ừ đúng rồi. Vậy đi cho lẹ. Ngày xưa Tấm và Cám là đôi bạn đức thân với nhau. Một buổi nọ, Tấm dắt Cám ra bờ đê. Cám mới nói là: Tấm ơi, đầu chị lắm, chị hợp cho sâu kẻo không mẹ mắng. Chị Tấm ơi, đầu chị lắm, chị hợp cho sâu kẻo không mẹ mắng. Cám mới trả lời: Chị Tấm lâu rồi. Chị Tấm lâu rồi. Để xíu. Để chút xíu. Alo. Alo. Cái gì đó? Gì vậy? Gì ông cháu lòng? Gì cháu lòng? Để tôi nói, ông mới tào lao đi nha. Bây giờ mới nói tào lao nha. Gì? Ông chơi giang hồ với tôi hả? Cái gì? Chơi giang hồ với tôi hả? Trời ơi, chắc tôi sợ. Trời ơi, chắc tôi sợ quá à. Trời ơi, bước ra đây xin lỗi đi à. Dạ. Cái gì? Cái gì? Cái là cũng có sợ là không dùng chơi. Giỡn mặt hả? Trời ơi. Bước đi. Giỡn mày. Sợ lắm. Tao là em không à. Trời ơi, cãi lộn lại tao là cúp cúp mai. Trời ơi, trời. Trời. Tao à. Tao nuôi hai tụi bay tốn cơm thì cái mới tập có chút xíu tụi bay ngủ hết rồi. Ngủ nào? Cái tụi này bạo lực dữ vậy? Bạo lực gì? Ông kêu đánh lộn lum la đó. Bây tao nghe điện thoại mà. Tao lạnh quá à. Tự nhiên đang nhắc tụi nghe điện thoại chứ vậy? Không làm mấy tòa lao đâu thôi. Để Lâm Ngọng đứng lại đây. Từ từ tập nó mới ra tuồng chứ. Một đêm làm sao ra tuồng được. Để suy nghĩ coi. Đánh nhau cũng được. Sau khi đánh nhau xong rồi, vẫn không tranh giành được hoàng tử. Lúc đó mới mời ông Bụt. Giống như là ông Bụt là tổ tưởng tổ hòa giải vậy đó.
bay xuống đây để phân xử cái hoài tử thuộc về ai. Vậy hả? Vậy ai đóng vai ông bột? Tao tao luôn. Trời ơi, tao làm được hết, tao bao hết mà. Bây giờ tao sẽ có một cái chiêu, khi đó là ông bột, tụi bay vừa cái ông bột, cái ông bột hạ cánh từ trên trời đáp xuống dưới đất. Ờ. Lúc đó khán giả vô tay, dừng 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 dừng, vẫn không quên móc cái tiền ra đưa cho tao. Dữ à? Vậy không vậy trời. Thế, bây giờ tụi bay cứ kêu là ông bột ơi, từ cái tao là bột đây là tao bay ra. Dạ. Đây, giờ ai kéo tao ta? Ê Phương ơi, thôi mày bớt nhậu đi. Đang vô kêu hoài vậy? Mày vô mày kéo dây cho tao coi. Kéo dây là kéo gì? Nó xỉn không biết làm được không trời. Ai biết. Thôi mày vô đây mày cứ kéo tao chỉ mày cho. Đi không nổi đây sao kéo cho nổi. Thì tao cứ kêu tao là bụt đây là mày kéo. Được không? Ừ. Ê vậy giờ tôi thoại tự thoại nha. Mày tự thoại đi. Nè Cám, tại sao lại giật chồng của chị? Sao chị cứ hỏi em hoài vậy? Em muốn giật chồng chị rồi chị làm gì em? Được lắm, nếu vậy thì chị không khách sáo nữa. Chị sẽ kêu tổ trưởng tổ hòa giải ra đây. Ông bộ! Ta là bụt đây! Ai trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi cái gì kỳ vậy? Trả bụt lại đang diễn mà Phương! Ủa sao? Em mày kéo sao mà ông bụt ông bay thụt vô trong vậy? Kéo lô tài. Kéo 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 ông ra đi trời ơi! Kéo đàng hoàng lại! Đem ông ra lại! Ra ông ra kìa! Ra. Ông bụt! Ông bụt! Ông bụt! Sĩ ơi, cho tao xả dài cái. Hả? Thằng khốn này. À, đừng đánh nha, đánh chạy là kéo nữa đó. Mày mày giỡn mặt tao, mày đứng lại tao quýnh mày. Bữa nay không quýnh mày tao còn mày lắm bầu, đứng lại. Mày đứng lại cho tao. Trời ơi trời. Trời ơi. Ông bầu. Cái gì kỳ vậy trời, Phương ơi, mày kéo cái gì vậy? Cán bụng ra lại. Trả bầu về đi trời ơi. Trả bầu đi, từ từ đi. Từ từ đi. Nhà ông bầu đi. Ông bầu. Kéo đi Phương. Kéo về kéo đi. Ông bầu tự đi. Cái gì vậy? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Cái gì vậy? Trời ơi. Cái gì? Anh ta xuống đi. Hạ xuống đồ cao quá. Hạ xuống đồ cao quá. Hạ xuống đồ cao quá đi. Thằng nào kéo cái dây này? Thằng tôi, kéo. Tôi á bạn. Tao tôi nói thiệt với mày, mày không phải bạn nhậu tao là tao lấy cái bài tao tô mày luôn mày tin không? Tôi lỡ tay. Nó đang cái tao tường mà. Mày kéo nó kêu gì vậy mày? Nó giận quá trời. Thôi thôi thôi. Được không? Ngon mày ông. Rồi. Bây giờ đi. Làm lẹ đi về ăn Tết đi bạn. Tết nhất rồi. Trời mệt quá làm tào lao quá. Làm lại đàng hoàng đi. Ông chửi chứ bây giờ ông đuổi hết cả lũ á. Chuẩn bị diễn rồi đó. À, vô đi. À. Vô lại nha. Ông bột, cái tường của tao đâu rồi? Cái tường nè. Không có nói ta. Hạ xuống. Tây à, thằng kia mày ra đây. Tao nói thiệt, tao rất ghét cái thằng bạn nhậu này. Mày sao vậy? Cái tường tao mày kéo hoài rồi sao tao tô? Lỡ tay. Mày lỡ hoài. À? Từ nãy giờ không tập được gì với mày luôn á. Không có được luôn á. Lỡ da nè. Lấy ra, lấy bức tường về đi. Lấy bức tường về. Cứng quá. Ê, mang về quê đảnh đảnh tô xong rồi. Qua Tết, đảnh mang lên giao cho chủ cũng được mà. Được không? Được. Về quê nha. Ừ, về. Không có kéo rồi. Rồi bây giờ tóm lại là có kéo nữa hay không? Mày nghỉ luôn đi. Mày đi nhậu đi. Cảm ơn ông bầu. Tao không cần kéo nữa. Mà muốn chết luôn. Giờ sao ông bầu? Bây giờ bỏ cái màn bay từ trên xuống dưới đi. Phải bay cái ông bụt cái là tự nhiên rồi. Tao đứng đây. Tao đứng sẵn ở đây nè. Rồi chiêu lại nha. Ông bụt cái là lao qua. Mình mua đâu rộng dữ. Xin thở liền. Ông bụt. Bụt ơi. Ta là bụt đây. Ông bụt. Ông bụt. Đẩy lại cho bụt. Trời ơi. Mày mua ra xuống. Cái gì mà vậy? Mày mua ra xuống. Hạ xuống. Mày mua ra xuống. Hạ xuống. Trời ơi. Cái gì vậy trời ơi. Hạ xuống thôi. Anh Nam ơi. Anh Nam ơi! Hạ xuống! Anh Nam ơi! Kéo lên! Chạy! Cái quần của ta nó gì rồi? Anh làm gì chảnh vậy? Đang chỉnh cái quần.
Cho ông xuống đi, tôi nói chuyện cho ông xíu. Không cho xuống. Chết tôi rồi. Anh Nam xuống đây, xuống đây. Cho nói luôn. Nè, nói nghe nghe. Cái vụ gì? Ông nói là ông làm chiêu cho ông bay vậy đó, cho ông bay đã luôn. Anh Nam xuống đây xíu đi. Cho ông xuống. Xuống đi xuống. Anh Nam, anh Nam xuống. Cho ông xuống chứ. Ông ba, ông là Mạnh Thường Quân đó, đưa xuống đi. Mạnh Thường Quân kìa. Xuống, xuống, xuống. Phong, 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 cho xuống, cho xuống. Anh sao vậy? Không, không, không sao đâu. Tôi mệt quá. Ủa tập bữa này chi vậy? Tập này là làm mấy cái vụ bóng rổi mà ông nói tôi làm á. Cái gì? Bóng rổi đó. Bóng rổi đu dây luôn hả? Đu dây, tôi tính cho là đu dây nè. Rồi tôi tính cho là motorbike luôn. Tôi làm đầy đủ trò chơi trong đó. Rồi tính cho ảo thật xiết luôn. Rồi làm chuyện chi? Trời ơi trời. Thời bây giờ nè, hát là cũng phải có chiêu trò, đúng không? Thì hài mà còn lip sync mà, đúng không? Thì bây giờ mình bóng rổi thì mình làm cho nó rảnh rỗi chút xíu. Em muốn làm mới đúng không? Đúng rồi. Em muốn làm mới đúng không? Đúng rồi. Tôi đồng ý với anh á, nghệ thuật là cần làm mới, nhưng không phải gì mới cũng được. Cái này là bộ môn nghệ thuật dân gian, anh làm vậy làm sao được? Nó truyền thống của mình á, nghĩ sao vậy? Ủa nhưng mà tôi làm mới mà sao tự nhiên? Ừ đúng rồi, nhà làm mới của anh đó mà cái biến tướng luôn á. Biến tướng nè mình. Anh thấy ông làm mới riết mà muốn bóng rổi bây giờ người ta nghĩ là cái gì? Được công nhận cái gì không? Rồi những người làm nghệ nhân á họ được công nhận không? Thì tôi muốn á là giữ được truyền thống. Anh làm nghề á, làm nghệ sĩ á, không có tôn trọng nghề của anh, ai tôn trọng anh hả? Thì đâu phải có tiền rồi muốn nói gì nói. Bây giờ sao? Thì giờ thôi từ từ đi, có tiền là cha là mẹ mà. Người ta nói đúng mà. Thì ta biết rồi. Bây giờ sao? Sao là sao? Bà Đào với bà Thanh đâu? Bà Đào bà Thanh gì? Đuổi người ta đi lúc không cần vậy? Đuổi người ta đi. Bà Đào bà Thanh đâu? Thanh vậy? Anh không cần mà. Thì hồi nãy không cần, giờ tao cần. Bây giờ muốn cứu ông đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà phải hứa là tôi kêu cô Đào Thanh ra là ông phải giữ y nguyên, không có làm bậy bạ nha. Chứ sao không giữ, không có tiền xài không? Ông yên tâm, tôi chuẩn bị sẵn rồi, cho người tập luôn. Tôi làm phong rồi, nó chở chở luôn á. Bây giờ giải quyết sao? Mê mà. Bây giờ có rồi, có rồi. Tôi dạ, có. Bây giờ không là tôi hủy hợp đồng rồi đó. Có, cô Đào, cô Thanh ơi. Mọi người ơi, ra đây, muốn ông rồi nè mọi người ơi. Ra đây. Đâu rồi, mua sao? Mua nó là gì? Căng màn lên. Ô, nó chuẩn bị hết trơn rồi trời. Dạ có. Rồi nhạc. Phải đâu?
giờ thật sự tôi mới con lỗi nó đẹp tới vậy, xem nữa tôi đánh mất một cái giá trị đẹp tới vậy rồi. Bởi vì cái này là con mê mà. Cho tôi gõ cái nha, được không? Dạ được. Dạ được không? Ai ai là? Hay quá hay quá. Ông bầu. Ông ơi, vậy là ông giữ lại cái bóng rổ này nha, ông đừng có thay đổi gì nha. Để tới tệ đi show với tôi nha. Rồi, tôi sẽ đi show với ông. Qua luôn bầu. Thành được phần thi của mình với tinh thần luôn luôn lạc quan và đầy sức trẻ. Và chúng tôi xin được phép trân trọng cảm ơn phần trợ diễn của các nghệ sĩ Minh Trọng, Lạc Hoàng Long, Quỳnh Phương, Trịnh Tú Trung, Hữu Đăng và đặc biệt là các nghệ nhân thuộc đoàn múa bóng rổ Thanh Đào cùng với phụ đoàn ABC. Và ngay sau đây chúng ta sẽ lắng nghe đôi lời đánh giá đến từ giám khảo nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh dành cho nghệ sĩ Lê Nam. Cảm ơn Lê Nam, cảm ơn tất cả các bạn và nhất là đoàn múa bóng rổ của Thanh Đào. Và tôi rất là hồi hộp khi mà nghe Trọng nói là cái câu là múa bóng rổ, bởi vì tôi sợ bạn làm, thiệt tình là tôi sợ bạn làm. Và cái sợ đó tôi muốn tò mò thử xem là bạn làm múa bóng rổ kiểu gì. Nếu mà ai yêu cái văn hóa dân tộc thì có lẽ là nhất là trong miền Nam mình thì rất là sẽ có biết về cái bóng rổ này. Và cái bóng rổ này thì thường thường là trong những mùa hội đình cúng bà thì các cô bóng rổ múa để dâng mâm vàng, múa để dâng bà, để cầu cho một năm quốc thế dân an. Và thật sự ra thì cảm ơn Lê Nam, em đã đưa cái bóng rổ lên sân khấu này, sân khấu Cười Xuyên Việt. Bởi vì rất lâu rồi tôi muốn xem những cái múa bóng rổ truyền thống. Và bây giờ nó bị dần dần nó bị biến tướng đi và làm cho cái nét văn hóa truyền thống đó, nó không còn giữ được cái mà vị thế của nó đáng phải có. Và ngày hôm nay rất cảm ơn đoàn múa bóng rổ Thanh Đào đã cho quý vị khán giả xem những cái màn múa rất là độc đáo. Múa bóng rổ nó kết hợp về tâm linh, kết hợp về nghệ thuật. Như quý vị thấy xem múa nè ha, rồi xem như là biểu diễn xiếc, nhưng thật sự ra nếu múa mà chính thống thì trong cái lúc múa đó những cái người mà đến dự cái buổi lễ đó có thể dâng những cái sớ cầu an cho gia đình để mình cầu một năm tốt đẹp hơn. Và ngày hôm nay với mảng miếng cười thì chắc có lẽ là em đã nghe khán giả cười xung quanh em rồi chứ gì. Dạ. Và em mà anh cũng rất là cảm ơn em và khen em là dám đem cái bóng rổ lên sân khấu. Và em rõ ràng là em cũng đánh động cho mọi người là hiện nay cái bóng rổ đang bị biến tướng và chúng ta cần đặt nó đúng cái vị trí xứng đáng để cho cái nét độc đáo của ông bà mình từ ngàn xưa để lại thì có lẽ là chúng ta nên gìn giữ và để cho kế tục, có cái lớp kế tục cái nét đẹp đó. Và cảm ơn Lê Nam cùng tất cả các bạn, em có một tiết mục thi rất dễ thương và rất là tốt. Cảm ơn. Cảm ơn. Xin cảm ơn những lời khen đến từ nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh và chúc cho anh Lê Nam sẽ có thật nhiều số điểm thật là tốt đến từ nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh ạ.